Ủa, ông đang trần truồng, bây giờ không biết sao. Cái nó xe lại cũng không biết trốn đâu nữa, một chồng về tới rồi. Cái bà mới nói, ok thôi giờ anh đứng làm cái tượng đi. Anh đứng cái làm tượng, nhưng mà mấy cái tượng mà ý với lúc lượng hết, với tất cả lòng lộn hết. Rồi cái cảnh tượng đứng vậy thôi. Thì xong cái ông đó mới làm cái tượng, thì bà vợ, bà bây giờ nó rác bột lên, giống như cái tượng bột. Cái chồng bước lên lầu, cái nhìn qua, nhìn lại, cái thấy cái tượng, nói, ủa em mới mua tượng về hay? Sao anh không có thấy? Em mới mua về đó anh, trời ơi em thấy nó cũng lạ đó, thành ra hàng độc, thành ra mua về để đó cho anh coi thôi. Cái xong cái ông chồng ổng nhịn vậy, không nói vậy, ổng đi tới đi luôn cho đến nửa đêm, ổng dậy cho ổng xuống dưới á, ổng lấy cái bánh mì cho ổng chén, ổng nghĩ là xong mít trong rồi, cho ổng lên cho ổng đứng nãy tượng, mẹ ăn đi, tao cái đứng tượng như mày mà cả ngày không ai cho tao ăn hết đó. Nói cái chuyện tượng mình cũng nhớ cái chuyện là trong một cái nhà dòng đó, thì cái nhà dòng này là mix có nam có nữ luôn, thì hai ông cha cũng ở ngay cái bên xung quanh chỗ gần cái phòng mà vé xe sau đi tắm á, thì buổi tối đó hai ông nóng, hai ông cũng đi tắm, thì ông có nói cái phòng mình nó chạy qua bên chỗ tắm có chút xíu rồi, sau tôi kể mình chạy đi tắm, mình đi khỏi quần áo quần gì hết, ông với hai ông mới cầm cái khăn chạy qua bên đó tắm, thì lúc qua tắm thì ông về nó hỏi rất là sợ ông đâu, nó ủa ông đang sao ông theo mà nó ủa tôi tưởng ông đang đó, tôi chạy mày lấy đi, ông này ok ông chạy về lấy, ông cũng thèm lấy cái khăn nữa. Chạy vô phòng ông lấy hai cục bông, ông chạy ra. Khi ông vừa chạy ra thì là phía dưới cái cua loa là bắt đầu có ba bà sơ đi lên. Khi ông thấy về là ông biết ông cũng không được rồi, ba bà nhìn vào hướng ông. Thầy đó ông cũng làm cái tượng mà click mà lại á, ông cũng chả làm cái tượng ông đứng trong cặp hai cục bông. Ông đứng rất là hay, thầy đó mấy bà sơ đi ngang đó. Wow, bà sơ trưởng hôm nay mua cái tượng này đẹp quá ha. Wow, hai ba bà nhìn. Thì có một cái bà hơi nghịch nghịch, bà mới cầm, bà mới lắc một chút, thì bà lắc về thì ông sang thì ông đâu có quen đâu, thì ông mới cầm mấy cục sao bông cái ông nhổ có cái ông rớt cục sao bông cái bột, chứ bà này rớt cục sao bông đấy, wow cái này là cái soap distributor, cái máy phát sao bông, vậy thì mới nghe bạn, thì ông bà này mới cầm bà sơ cái gì, bà cũng nhậu, bà muốn sao bông, bà cũng giật giật, cái bà muốn sao bông cái bà muốn giật, bà cũng giật 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 thử, thì ông cha này ông nghe cái máy sao bông thì ông nhột xuống đi, bà giật nhột quá, ông giật bột xuống bà nói, ô, đây cũng được sao bông, dữ quá, thì bà sơ bà thứ ba bà nói, ồ, giờ tôi cũng muốn sao bông nha, tôi cũng sao bông với bà cầm, ông giật 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 hoài, thì ông cha này chết rồi bây giờ còn sao bông đâu mà đưa nữa, thì bà sơ cứ bà giật hoài mà thấy sao bông không ra, cái tự nhiên cái bà nói, oh, liquid soap. Cái chuyện nào mấy chưa thấy chuyện ba con đâu đó nữa thôi mà mình giải thích chuyện này nhau. Sao bây giờ kể thêm chuyện nữa? Cái này quá mít nha. Có ai đồng ý không? Ok rồi. Có một cái đám tang ở nhà quê á thì là người ta hay thích dùng đồ, thì các ông này cũng nhà giàu, thì ông mời nguyên một cái ban mà tới cùng rồi mà làm ca hát rồi này nọ, thì ở nhà quê thì rất là rầm rộ. Thì bà vợ ông đám tang, thì trong cái đám tang bữa đó thì có một cái bà sồn sồn, bà cũng bấm ý à, thì ông đó bà vô, bà cũng khá đẹp, bà vô thì bà mặc đồ hơi chật, thì ai cũng liếc liếc bà hết, thì bà mới cúi xuống bà lạy, khi bà lạy thì áo quần bà hơi chật á, thành ra cái bà bị hơi té cái quần một cái tín dụng á, thì cái thằng mà nó thổi kèn nó kêu thì cái ông mà đóng tồn á, ông mới nói ở đâu ổ đơ, ổ đơ, ở đâu ổ đơ, ổ đơ, ổ đơ, ổ đơ, ổ đơ, ở đâu ở ổ đơ, cái ổ đơ thì cái thằng cái kèn nó kêu, nó kéo đèn cò kia kìa thì cái thằng mà nó chống nó thì vừa thấy cái bói quá, nó kêu rất tùm lưng chắc thay đổi cái đường mới khỏi ha.
Không, hôm nay nó có chồng cho nên nó sung đó. Hôm nay nó sung đó. Con xã là con xã là con xã là con xã là nãy anh kể chuyện bà Sơ. Em xin lỗi, ở trong đây ai có đạo em xin lỗi nha. Ở đây có bốn bà Sơ, bà chết nó lên thiên đàng. Cái bà mới gặp thánh Thánh Sơn Giang thì ông Thánh mới nói ông xem sao con qua con đây cái thau nước đó con rửa ngón tay con rồi con đi vô. Rồi sau cái cổ thấy vậy ok cổ đi vô. Cái người thứ hai nói dạ thưa Thánh con lỡ nguyên cái bàn tay nóng của ấy của đàn ông. Tôi nói ôi con qua con rửa đúng nguyên cái bàn tay vô con đi vô. Ok cổ ra đúng nguyên bàn tay cổ đi vô. Cái đến cô thứ tư, cô thứ ba chưa làm cái cô thứ tư chạy ông bà lên kế miệng vô sụt. Cái ông Thánh nó mới nói cái chuyện gì vậy thương mấy con mà tại sao con vô anh có nhà không chị?
nó ờ ảnh đang tắm nó trễ nó. Cái nó ủa vậy hả chị mới tắm xong hả? Nó nói ờ. Nó nói chị giờ tôi nói chị này nha, chị có thể cởi áo chị ra cho tôi coi chị cái đi, đưa chị trong liền. Cái bạn nói cởi ra cái trong tranh, ok mà cởi ra cái hay mà tụt lại em nói nè đưa chị trong nè, cái đóng cửa cái làm mẫu đi về. Cái bạn nói trời ơi sao sướng vậy, chị có cởi không cái cái lượng trong mà sướng quá. Cái ông chồng nói em ơi ai vậy em, em nói chứ anh à ông mai ông qua trả ông kiếm anh á. Cái nó nghe nó qua cái tiếng ngỡ anh trắng qua trả em có lấy chưa. Xin mời MC Vân trở lại sân khấu. MC Vân. J'ai une histoire en français. Oui. C'est bon? Oui, oui, ok. En français, c'est une histoire, mais c'est en même temps une poésie.